Thưa quý vị khán giả, nhắc đến rau cần tây thì chắc mọi người cũng thấy rất là quen thuộc, bởi vì loại rau này thường được dùng làm nguyên liệu để giúp cho món ăn của chúng ta trở nên ngon miệng hơn. Và thời gian gần đây, nếu mà mọi người có theo dõi những xu hướng trên mạng xã hội thì chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam và cả những ngôi sao nổi tiếng thế giới, họ thường nói với mọi người rằng là tôi khỏe, tôi đẹp như thế này là nhờ tôi uống nước ép cần tây. Vậy nước ép cần tây có gì thú vị mọi người lại tin dùng đến như thế? Và nếu sử dụng cần tây trong việc chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp của mình thì chúng ta cần phải lưu ý điều gì? Đây sẽ là một cuộc trò chuyện rất là thú vị. Mong là quý vị khán giả sẽ dành thời gian để theo dõi trọn vẹn. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời của ngày hôm nay. Đầu tiên xin giới thiệu cùng quý vị khán giả bác sĩ Nguyễn Thị Yến Loan, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ Yến Loan ạ. Chào Thanh Vân. Xin kính chào quý vị khán giả. Rất là vui vì được gặp bác sĩ Yến Loan tại chương trình này và chúng ta còn gặp gỡ một cô gái xinh đẹp. Đây là một người bạn cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp của mình, bạn Phạm Ái Hòa. Xin chào em. Dạ, em chào chị Phương Thanh Vân và em chào bác sĩ. Các chị em phụ nữ cũng phải tìm rất là nhiều cách để làm sao mà bóc dáng đẹp hơn, làn da đẹp hơn và họ có tìm đến với cần tây. Thì nếu như ai đó chưa có biết là cần tây là gì và công dụng của nó ra sao thì bây giờ mình sẽ cùng lắng nghe bác sĩ phân tích. Thì cần tây là một cái loại thực phẩm thần kỳ, nó không chỉ là giúp gia vị làm cái loại rau mà giúp cho cái món ăn ngon hơn, và trong cần tây nó có rất là nhiều những hoạt chất rất là tốt cho cơ thể. Thứ nhất là chúng ta nói về sức khỏe trước đã. Thì thứ nhất là cần tây nó giúp điều hòa huyết áp, nó rất tốt cho những người già để giúp điều hòa huyết áp và phòng chống các bệnh lý về tim mạch. Thứ hai là cần tây nó có tính kháng viêm. Thứ ba là cần tây nó có tính kháng ung thư. Và kế tiếp nữa là cần tây nó làm hạ cholesterol trong máu. Nói về cái về liên quan giữa cần tây với vóc dáng thì thứ nhất là cần tây nó chứa rất là nhiều những vitamin và khoáng chất. Thứ nhất là cần tây giảm hạ cholesterol và nó giúp giảm cân, và giảm cân là giảm cân sinh lý, tức là không làm cho người ta mệt mỏi. Và thứ hai nữa là trong cần tây nó có chứa các cái vitamin, ví dụ như A, ví dụ như C, ví dụ như E, và các khoáng chất như là magie, mangan, sắt, kẽm, vân vân. Thì những cái loại khoáng chất này nó rất là quan trọng trong việc duy trì vóc dáng, làn da khỏe mạnh và mái tóc bóng mượt. Dạ, rất là hay. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Yến Loan. Cần tây mật ong mochi á, thì trong đó là thành phần có cần tây này, phối hợp với mật ong này, rồi có cả hạt đậu trắng, rồi đường thốt nốt nữa, và mọi thứ phối hợp với nhau với công nghệ sấy thăng hoa. Nhưng mà chắc là phải hỏi kỹ thêm bác sĩ Yến Loan là công nghệ sấy thăng hoa nó sẽ có cái ưu điểm vượt trội như thế nào so với những cái công nghệ khác ạ, bác sĩ? Với một công nghệ sấy thông thường á, thì khi mà chúng ta sấy thì hầu hết các vitamin đều bị mất hết, là bởi vì hầu hết các vitamin đều sẽ bị phá hủy bởi nhiệt độ. Cho nên khi chúng ta sấy thì thứ nhất là nước mất, thứ hai là các vitamin khi mất, và một số khoáng chất nó cũng có thể mất. Tuy nhiên cái công nghệ sấy thăng hoa, tức là chúng ta sấy làm khô nhưng mà vẫn giữ được toàn vẹn, gần như là toàn vẹn các cái vitamin và các khoáng chất. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải lưu ý một điều là thì ngoài cái việc uống thì chúng ta cũng nên quan tâm tới chế độ ăn và chế độ tập luyện một chút. Với những phân tích vừa rồi của bác sĩ thì rõ ràng là sản phẩm bột cần tây mật ong mochi cũng có những cái ưu điểm rất là vượt trội, và có lẽ là sẽ rất là phù hợp cho những người mà đang gặp vấn đề về béo phì, thừa cân, và sử dụng cũng rất là an toàn, phải không thưa bác sĩ? Đúng vậy. Khi mà cần tây được chế biến, được bào chế bằng phương pháp sấy thăng hoa, và chúng ta có thể kết hợp thêm với mật ong, thì như vậy thì cái sản phẩm này sẽ giúp cho những người sử dụng giảm cân một cách an toàn, hiệu quả, và giúp cho cải thiện, ngoài cái việc cải thiện vóc dáng còn có thể cải thiện làn da và mái tóc. Dạ, hồi nãy thì bác sĩ cũng có nhắn nhủ tới mọi người những cái điều mà cần phải quan tâm khi sử dụng bột cần tây mật ong. Nhưng mà bên cạnh đó có những cái lưu ý nào đặc biệt và đối tượng nào có thể sử dụng được sản phẩm này ạ, thưa bác sĩ? Thì chúng ta có thể sử dụng trên tất cả mọi người, cả nam và cả nữ. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta sử dụng thì phải lưu ý là chúng ta phải sử dụng kiên trì. Tức là chúng ta phải sử dụng ít nhất là từ 4 cho tới 6 tuần hoặc hơn nữa. Tây tốt nhất là chúng ta uống vào buổi sáng trước khi mà chúng ta ăn. Thì như vậy thì cần tây nó sẽ giúp hấp thu tốt hơn. Cần tây chúng ta tránh xa các bữa ăn một chút, tức là chúng ta không nên uống quá sáng các bữa ăn để cho cái cần tây này được hấp thu trọn vẹn vào trong cơ thể. Như vậy là hôm nay thì các chị em cũng đã có một giải pháp rất là hữu ích trong việc làm đẹp da, làm đẹp vóc dáng bằng việc là mình sử dụng bột cần tây mật ong, rồi bạn có thể sử dụng thêm cả nước ép cần tây. Hướng dẫn mua hàng từ video.
Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.